Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các chị những chiếc xe Honda phổ thông và rất là đẹp nha các bạn. Và xe thì nó có nhiều loại xe phổ thông, nhưng mà có những chiếc xe đẹp thì sau đây xin phép giới thiệu với các bạn các chị về những chiếc xe phổ thông đẹp nha. Và với chiếc xe đầu tiên xin giới thiệu với các bạn các anh chị, đó là chiếc xe Honda Wave lốp đen. Xe này thì là xe zin, đầu nồi chưa rớt luôn nha các bạn. Máy móc thì cực kỳ ngon, xe còn khá là liền lạc sạch sẽ từ trên đến dưới. Xe này được cái là các bạn các anh chị cầm hồ sơ trên tay luôn đó, khi các bạn các anh chị mua là hồ sơ cầm tay luôn. Xe này đầu nồi chưa rớt, máy móc thì cực kỳ êm, liền lạc sạch sẽ. Wave lốp đen. Và với chiếc xe Honda Wave lốp đen này thì mình mong muốn bán với giá là 24 triệu nha các bạn. 24 triệu cho chiếc xe Honda Wave lốp đen đầu nồi chưa rớt. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Superin. Chiếc xe Honda Superin này thì đời 2004. Pin từ A đến Z từ dương ra sau, xe đầu nồi cũng chưa rớt luôn, máy móc thì cực kỳ ngon, nghiêm chỉnh. Em này mang biển số 52F4 4752. Xe cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn, quá đẹp. Máy móc thì im du, đầu nồi chưa rớt luôn. Đây, xe đẹp từ trên dưới. Và với chiếc xe này các bạn, đời thì các bạn nghe nó thấp vậy nhưng mà nó đẹp lắm. Đầu sáng, đầu ốc sáng trưng, xe nguyên zin luôn. Và với chiếc xe Honda Superin này đời cuối 2004 này thì mình cũng muốn bán với giá là 35 triệu 500. 35 triệu 500 nha các bạn. Superin tuyệt đẹp. Còn nếu như các bạn các anh chị muốn xe đời cao hơn thì đây cũng có một cái chiếc xe đời cao hơn nhưng mà giá nó lại mềm hơn nè các bạn. Đó, Superin đời cao. Superin này là đời 2000 nha. Tôi với các bạn các anh chị, đây là chiếc xe Honda Superin đời 2010. Đó, đời 2010. Đời cao hơn nhưng mà giá thì nó lại mềm hơn. Đèn lồi, Superin đèn lồi. Superin này thì lại chỉ có 29 triệu thôi. Superin thì rất là phù hợp cho các cô chú trung niên đi rồi nó đứng và nó nhìn nó đậm. Superin liền lạc sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, máy móc nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Và với chiếc xe này, với chiếc xe Superin đời 2010 này thì mình muốn bán với giá là 29 triệu. 29 triệu nha các bạn. Và kế nữa là một chiếc lỡ đời, lỡ của hai em đó. Đây, thưa quý vị các anh chị, chiếc này thì đời 2008. Superin đời 2008, xe này cũng là zin luôn, cũng đầu nồi chưa rớt luôn. Máy móc thì Superin 3 chiếc, được 3 chiếc Superin. Liền lạc sạch sẽ, đầu nồi chưa rớt, máy móc im du. Các bạn các anh chị tới coi thì nó sẽ kỹ hơn ha. Còn qua cái hình ảnh này thì nhiều khi điện thoại quay nó không có rõ mà nó không có đẹp á, thì các bạn các anh chị không có thấy hết được cái vẻ đẹp của nó thực tế. Thì khi các bạn các anh chị tới quan sát bằng trực quan, nó sẽ sinh động hơn và nó rõ ràng hơn. Và với một cái chiếc xe Superin đời 2008, xe này cũng hồ sơ cầm tay nha các bạn, đẹp tuyệt vời, đầu nồi chưa rớt, trước sân chưa dập tuốt, bóng điện còn nguyên. Thì với chiếc xe Superin đời 2008 này thì mình mong muốn bán với giá là 37 triệu nha các bạn. Đó,
triệu, 29 triệu, 35 triệu 500. Đó, nói chung là mỗi xe nó có mỗi cái giá, mỗi xe nó có mỗi cái vẻ đẹp nó khác nhau. Quan trọng là mình sở thích của mình như thế nào thì mình cứ chọn cái khả năng cũng như sở thích của mình nha các bạn. Đó. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Future XFI, cũng xăng điện tử bánh măng bánh đĩa. Đó. Future X màu đỏ. Bạc. Future X màu đỏ bạc FI. Còn rất là sạch sẽ liền là. Màu đỏ nó tươi ha các bạn. Màu đỏ là tươi lắm. Future X FI. Còn khá là liền lạc, sạch sẽ đẹp từ trên dưới. À, từ trái qua phải, từ trước ra sau. Future X FI, xung quanh điện tử và phần bánh đĩa. Em này mang biển số là 59V316295. Và với chiếc xe Honda Future XFI cũng trong điện tử bánh măng bánh đĩa này thì mình mong muốn bán với giá là 40 triệu 500, 40 triệu 500 nha các bạn. Đó, Future XFI cũng trong điện tử bánh măng bánh đĩa. Đó là những cái xe nó nhìn nó gọn nhỏ gọn và nó phổ thông. Còn đây như cái chiếc xe này thì mình cũng xin giới thiệu lại với các bạn các chị, đó là chiếc xe Honda Dilan 150. Honda Dilan 150 này rất là mới, rất là đẹp. Honda Dilan 150. Honda Dilan 150 này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý. 150 thì chạy nó rất là mạnh nha các bạn. Màu sắc nó cũng rất là tươi tắn. Em này mang biển số là 59M1-09804. Và với chiếc xe Honda Dilan 150 này thì còn rất là đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 21 triệu. Nhưng mà khi các bạn có anh chị tới mua là em bớt chẳng luôn, bớt 1 triệu luôn cho nó còn chẳng 20 triệu nha các bạn. Nó nhanh lẹ. Đó, còn nếu mà về với trẻ thì các bạn thích đi Accenter thì các chị giới thiệu với các anh chị hai chiếc Accenter. Đó, chiếc xe đầu tiên em giới thiệu với các anh chị đó là chiếc xe Accenter màu trắng đen. Trắng đen. Màu trắng đen hai màu đơn tương phản. Đó, xe là riêng đẹp từ trên dưới. Từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ trước ra sau. Mấy cái xe này thì chạy cực bốc. Đó, máy móc nguyên zin luôn. Xe sạch sẽ, đẹp. Về mua về là chạy không sửa cái gì hết nha các bạn. Và đặc biệt là xe là coi như là hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Đó, hồ sơ cầm tay. Các bạn các anh chị mua về là bấm biển số mới liền, hình hơn cái ra biển số đẹp luôn. Trái qua phải, từ trước qua sau, rất là liền là sẽ. Và với chiếc Exciter này, với chiếc Exciter này thì mình mong muốn bán với giá là 50 triệu nha các bạn. Còn nếu mà các bạn các chị mua màu bán lẻ bớt nhiều luôn, rồi nào mua là bớt liền. Và với chiếc xe này một lần nữa xin thưa là hồ sơ cầm tay bao bằng biển số liền luôn. Dạ, em xin cảm ơn. Và có một cái xe cũng xin xem giá là chiếc xe màu đỏ đen. Đó, màu đỏ đen, em nó có cái màu đỏ đen, giá nó cũng xem các bạn ạ. Hai xe nó như nhau thôi, nhưng mà để cho cái sự phân biệt thì như chiếc này mình nói 49 năm cho nó cách biệt nhau tượng trưng con số thôi, chứ mà mua thì bớt còn hơn vậy nữa ha các bạn. Bớt cho nó vui, bớt cho các bạn hài lòng. Đó, màu đỏ đen rất là sáng, rất là nổi. À, với chiếc xe màu đỏ đen.
hợp cho bạn nào mà mạn hỏa thích giống như mình thì thích màu đỏ nhưng mà mình lại không có đi mấy cái xe Highlander này, mặc dù là đi mấy chiếc này tốc độ nó khá là cao. Đây, hồ sơ đại luôn. Và với chiếc xe Highlander này một lần nữa xin thưa lại là bán với giá là 49.500, xe zin, đầu màu chưa rớt, nước sơn zin, xe là bao có biển số liền luôn. Đó, Highlander màu đỏ đen. Còn nếu các bạn các chị nào muốn mua mềm hơn một chút thì có chiếc Highlander màu trắng đen, nhưng mà cái này thì em thấy nó không có đẹp bằng. Đây em xin giới thiệu với các bạn các chị luôn. Chiếc màu trắng đen này thì nó cũng còn khá là mới liền nè. Trên phía dưới là một đôi co để các bạn thấy. Hơi xấu hơn một chút xíu thôi, hồ sơ cũng cầm tay đó. Thì mình bán chiếc xe này với giá là 45 triệu nha các bạn. Và kế nữa là em xin phép giới thiệu với các bạn các chị về những chiếc xe cổ đông này đi. Thì chiếc xe đầu tiên em của cái dòng xe cổ đông bên này thì em giới thiệu với các bạn các chị là chiếc Future. Đây là chiếc xe Honda Future 2002, màu xanh ngọc. Xe này thì rất là phù hợp với các cô chú anh chị trung niên đi mấy cái xe này, thì nó nhìn nó đứng đắn và nó sang mà nó bền và nó đơn giản, đặc biệt là chạy nó ok, không có hư hỏng. Quá xe nồi đồng khối đá chạy hoài không thấy hư, máy móc thì yên vô. Xe này thì mang biển số là 53R84241. Đó, 4241. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là